Vâng thưa quý vị, thủ đoạn gọi điện nhắn tin về việc con mình bị tai nạn nhập viện để lừa đảo phụ huynh. Dù đã được cảnh báo và ngay trong sáng qua thì Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có công văn khẩn yêu cầu tất cả các trường học nắm thông tin và tuyên truyền quán triệt đến cha mẹ học sinh. Tuy nhiên thì ngay trong ngày hôm nay đã có thêm vài chục trường hợp nữa phụ huynh bị lừa đảo bằng hình thức này và đã có thêm những phụ huynh đã chuyển tiền cho các đối tượng. Thông tin về thủ đoạn lừa đảo này sẽ mở đầu cho bản tin chiều nay. Vị phụ huynh này đang có con là sinh viên tại một trường đại học. Trong sáng nay, khi nghe một cuộc điện thoại tự xưng là giáo viên của trường thông báo về việc con của mình bị chấn thương phải vào viện với tâm lý hoảng sợ khi nghe đối tượng nói đúng tên con của mình, chị đã chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng. Số tiền chị đã chuyển là 50 triệu đồng. Cháu rất là nặng chị ạ, bây giờ cần phải phẫu thuật gấp. Thì chị ở đâu chị nhanh đến để làm thủ tục cho cháu. Bây giờ tôi đang ở nhà thì tôi đến đấy thì cũng phải hơn 30 phút nữa. Thì bác sĩ bảo vâng vâng chị nhanh. Thì người kia lại một lúc lại bảo dục, trời ơi tình trạng không ổn, cháu rất là khó thở và ngất rồi. Thì chị phải, bây giờ chị phải nào trường hợp nào nhanh nhất, hay là chị nhờ bác sĩ, nhờ thầy giáo làm thủ tục ký tên và đóng tiền hộ chị. Thì tôi là người tự xưng là bác sĩ này đưa điện thoại cho gọi là người tự xưng thầy giáo. Thì thầy giáo tôi hỏi thế, thế thầy hộ tôi đã đóng viện phí và ký tên cho tôi. Thì thầy giáo bảo, chị ơi trong tài khoản tôi hiện lại không có nhiều tiền, mà bây giờ lại bác sĩ bảo là cần chuyển 50 triệu. Thì khi ấy tôi rất là hoang mang và trong cái tâm trạng là tay chân tay bủn rủn, không chuyển được, không có thể là nhìn ra số để mà chuyển tiền. Thế tôi gọi ngay con dâu, bảo là em đang bị tai nạn đấy, thì con chuyển gấp cái số này nhờ thầy giáo để làm thủ tục cho em. Thì con dâu tôi đã là chuyển ngay. Tiếp đó, lợi dụng sự hoảng hốt, mất bình tĩnh của nạn nhân, đối tượng yêu cầu chuyển tiền thêm nhiều lần nữa. Và chỉ đến khi đối tượng yêu cầu chuyển thêm một số tiền lớn, 30 triệu đồng, chị mới biết rằng mình đã bị lừa. Còn với chị Nguyễn Thị Hạnh, có con đang học tại một trường trung học phổ thông, cũng rơi vào tình trạng tương tự. Dù có phần may mắn hơn khi chưa chuyển tiền cho đối tượng, nhưng cuộc gọi này cũng khiến chị thực sự lo sợ và bất an trong một khoảng thời gian. Hỏi chính xác luôn, chị là mẹ của em Cao Trí Bằng đúng không? Có nói rằng là con chị trong giờ ra chơi thì va chạm với bạn và bị chấn thương rất nặng. Với tâm lý của một người mẹ thì lúc đấy quả thật là hoảng hốt, lo lắng, thật sự là như vậy. Sau đấy thì tôi cũng có hỏi là con chấn thương làm sao? Thì với cái giọng vẫn là như vậy thì chỉ nói rằng là chúng tôi đang đưa con vào cấp cứu tại phòng cấp cứu của bệnh viện 108, chị nhé. Nhắc đến 3 lần như vậy, nhưng mà khi tôi gặng hỏi là con bị chấn thương làm sao thì nhất định là họ không có nói gì cả. Đây chỉ là hai trong số vài chục nạn nhân đã bị các đối tượng gọi điện nhắn tin trong ngày hôm nay. Và dù đã được nhà trường kịp thời cảnh báo, vẫn còn những phụ huynh bất ngờ hoảng hốt đã chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo. Có phụ huynh đã chuyển số tiền lên đến hơn 200 triệu đồng. Vâng, giả là bạn bè nhờ chuyển khoản hộ vì có việc gấp. Và rồi giả làm công an yêu cầu chuyển khoản, nếu như không chuyển ngay là sẽ bị truy tố trước pháp luật. Thưa quý vị, lừa đảo qua điện thoại và tin nhắn là thủ đoạn không còn mới mẻ nữa. Thế mà các đối tượng lừa đảo mới đây lại nghĩ ra thêm một thủ đoạn rất tinh vi với cách thức đẩy người bị hại vào tình thế lo lắng và vô cùng hoảng loạn. Và chắc chắn quý vị sau khi nghe xong sẽ cảm thấy cực kỳ hồi hộp. Ngã bị ở sau ấy. Như thật sợ. Alo ạ. Chị là người nhà của cháu bé vừa nhập viện đây đúng không? Vâng, xin lỗi chung ạ. Ở phòng bao nhiêu đấy ạ? Bây giờ nhá, tôi sẽ thông báo qua tình hình của cháu bé vừa nhập viện chị. Nhá, sau đó là chị có mặt tại bệnh viện ngay đi. Vâng. Vâng, cho tới tận bây giờ khi mà nghe xong đoạn hội thoại này thì bản thân tôi cũng tự cảm thấy là tim đập chân run và lo lắng thay cho người nghe điện thoại ạ.
Vì thực sự là các đối tượng đã quá tinh vi trong việc thực hiện các cuộc gọi này. Và anh Đồng Thoại ạ, nếu anh nghĩ sao nếu như là đặt mình vào tình huống như trong đoạn ghi âm vừa xong ạ? Rõ ràng thì các đối tượng lừa đảo đã chuẩn bị rất kỹ càng cách để có thể thao túng tâm lý. Nếu như để ý kỹ thì chúng ta có thể nghe thấy cả tiếng còi xe cấp cứu nữa, và cách đưa bạn học sinh này vào trong bệnh viện thì như thật. Đặc biệt hơn nữa thì có thể thấy là khi mà đối tượng này cảm thấy là chúng ta hốt hoảng thì còn đưa máy cho các bác sĩ để các bác sĩ trực tiếp tham gia vào cuộc hội thoại này, chứng tỏ các đối tượng dẫn dụ cực kỳ tốt. Vâng, và với những chiêu thức bài bản, từng bước dẫn dụ tâm lý của người nghe, việc bản thân chúng ta nếu như đặt vào hoàn cảnh đó, chưa được cảnh báo mà bất ngờ nghe tin con em mình bị làm sao đó, thì điều đầu tiên là hoảng loạn. Và theo tôi thì đây chính là những yếu tố tạo nên cao trào, khiến cho phụ huynh cảm thấy là mất đi bình tĩnh, thiếu đi sự tỉnh táo, cảnh giác và sẵn sàng chuyển tiền ngay cho các đối tượng. Và để không có các bậc phụ huynh nào bị vào những hoàn cảnh tương tự như vậy, thì các trường cần phải có những thông báo rộng rãi hơn đến cho các bậc phụ huynh, và cùng với đó cũng cập nhật những thông tin thường xuyên để tránh những trường hợp như thế này. Đấy là cái thông tin giả mạo với các cái nội dung tương tự như nhau và cũng đã lan truyền từ thành phố Hồ Chí Minh và ra đến Hà Nội rồi, và đề nghị là chúng ta có những hành động, các cái bước tiếp theo. Vì vậy cho nên là chúng ta cũng cảnh báo tới tất cả 100% phụ huynh trong toàn trường. Vừa là phụ huynh bị đối tượng gọi điện lừa đảo, vừa là hiệu trưởng của một trường học trên địa bàn quận Hoàng Mai, và dù đã nhận được thông tin cảnh báo từ Sở Giáo dục, Phòng Đào tạo quận, thì chị Nguyễn Thị Hạnh lại càng sát sao hơn trong công tác tuyên truyền đến cán bộ giáo viên nhà trường, đồng thời yêu cầu giáo viên chủ động nắm bắt thông tin từ phụ huynh cũng như rà soát lại công tác bảo mật của các nhóm chat trên các nền tảng mạng xã hội. Còn tại trường Trung học cơ sở Thăng Long, quận Ba Đình, ban giám hiệu cũng chủ động cập nhật thông tin về những cuộc gọi lừa đảo để cảnh báo tới phụ huynh và giáo viên, đồng thời yêu cầu phụ huynh liên hệ ngay với nhà trường nếu có thông tin từ các cuộc gọi lạ. Tôi cũng xin nhấn mạnh với phụ huynh là có bất cứ một cái vấn đề gì với học sinh thì đều được tôi chuyển thông tin từ số điện thoại duy nhất của mình tới phụ huynh. Thưa quý vị, hiện nay thì đa số phụ huynh đã và đang nắm được sự việc và bình tĩnh hơn khi đối diện với những cuộc gọi lừa đảo kiểu như thế này. Tuy nhiên, câu chuyện này lại dấy lên một thắc mắc. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để kẻ gian có được những thông tin rất cụ thể như là họ tên, số điện thoại của con em phụ huynh mình, học sinh của trường nào để thực hiện các cuộc gọi lừa đảo? Và việc bảo mật thông tin cá nhân của học sinh vì sao lại có lỗ hổng lớn đến như vậy? Và bên cạnh đó nữa, những thắc mắc về việc nếu như đã chuyển tiền cho các đối tượng thì phụ huynh có lấy lại được hay không? Những thông tin thiết thực và cùng với đó là những thủ đoạn của đối tượng sẽ được chúng tôi giải đáp thông qua phần chia sẻ của chuyên gia. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi phóng sự đến từ chuyên gia tội phạm học Trung tá Đào Trung Hiếu mà Hà Nội 18 giờ của chúng tôi đã có trong phóng sự ngay sau đây. Khi sự việc lừa đảo diễn ra, các đơn vị liên quan đều rà soát, tìm hiểu nguyên nhân kẻ gian có được thông tin cá nhân của học sinh, phụ huynh để lừa đảo. Nhiều cơ sở giáo dục xảy ra trường hợp phụ huynh bị gọi điện lừa đảo khẳng định nhà trường không để lộ thông tin cá nhân của học sinh và phụ huynh. Nguyên nhân kẻ gian có được dữ liệu này vẫn là dấu chấm hỏi mà trường đang muốn biết. Tuy nhiên, trên thực tế, kẽ hở thông tin từ các cơ sở giáo dục và từ ngay mỗi cá nhân, hội nhóm học tập trực tiếp hay trên mạng xã hội hiện nay là rất lớn. Trò lừa này nó có một sự khác biệt rất cơ bản, đó là đối tượng đã xác định được cái người gọi điện là ai. Thế thì ở đây chúng tôi đánh giá nó có 3 cái nguồn có thể dẫn đến sự lộ lọt thông tin cá nhân của phụ huynh, của học sinh. Trước hết là chúng ta thấy rằng ở tất cả các trường thì đều có cái danh sách của học sinh. Đều có danh sách học sinh, rồi kèm theo đó là phụ huynh, kèm theo đó là số máy, kèm theo đó là địa chỉ. Nguồn thứ hai là theo chúng tôi biết là ở rất nhiều trường, rất nhiều lớp là các nhóm phụ huynh thì đều có những nhóm chat Zalo với cô giáo chủ nhiệm, và trong đó thì cũng có danh sách học sinh trong lớp. Và cái nguồn thứ ba đó là hiện nay trẻ em cũng đang tham gia học ở rất nhiều các cái lớp, các cái trung tâm ngoài nhà trường thì đều khai tên họ tên mình, địa chỉ trường và khai phụ huynh cùng với số máy điện thoại. Bên cạnh đó, khi người bị lừa chuyển tiền đi, việc thu hồi lại là rất khó. Do bảo mật thông tin khách hàng thì việc truy xuất chủ nhân của các chủ tài khoản mà người bị lừa chuyển khoản vào không thể dễ dàng nhanh chóng, ngay cả khi lực lượng chức năng vào cuộc.
Vì hiện nay như chúng ta đã biết là cơ quan chức năng cũng đã điều tra khám phá một số cái đường dây tổ chức tội phạm hoạt động công nghệ cao mang tính chất tổ chức, thì đều đánh giá là những cuộc tấn công xuất phát từ các nước giáp với lãnh thổ Việt Nam, tức là những nước láng giềng của chúng ta. Thế thì khi mà đã rút tiền ra khỏi ví để chuyển vào ngân hàng hoặc là đã chuyển qua internet banking, qua điện thoại, thì tôi nghĩ là khả năng thu hồi là rất khó khăn. Việc truy theo dòng tiền bây giờ rất khó. Nếu như mà không có sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành ngân hàng và các cơ quan chức năng thì cái việc ngăn chặn hậu quả tội phạm là rất khó. Qua các vụ việc trên thì có lẽ rằng mọi người cần phải cẩn trọng hơn về việc bảo vệ thông tin cá nhân của mình một cách tốt hơn. Và cùng với đó thì các bậc phụ huynh cũng nên cập nhật thêm những thông tin về luật. Căn cứ theo Điều 6 và 36 Luật Khám bệnh chữa bệnh, bác sĩ không được phép từ chối hoặc cố ý chậm cấp cứu bệnh nhân. Ngay cả khi bệnh nhân đang trong tình trạng nguy cấp mà chưa được đóng tạm ứng viện phí, thì bệnh viện vẫn phải cấp cứu cho bệnh nhân để đảm bảo tính mạng dành cho người bệnh. Vâng, và do vậy thì hoàn toàn không có việc ngay lập tức phải chuyển tiền viện phí để người thân được cấp cứu, quý vị ạ. Và khi nhận được các cuộc gọi như vậy, phụ huynh nên cố gắng là giữ bình tĩnh và liên hệ ngay với nhà trường hoặc bệnh viện để kiểm tra thông tin xác thực nhất của con em mình cũng như là qua bạn bè người thân khác. Và cần liên hệ ngay với cơ quan công an gần nhất để yêu cầu được hỗ trợ xử lý các cá nhân, tổ chức vi phạm.